Còn ở vậy tới giờ. À vậy là vợ của chú vẫn còn độc thân luôn. À, thì tôi cũng thấy cái bài sống của tôi cũng không bao nhiêu năm nữa. Dán lắm là 1-2 năm nữa là chắc tôi cũng lên đường rồi. Không có tủi hận gì chứ. Là chú có lo sao? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh An Giang. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một ngôi trường bị bỏ hoang cũng khá là lâu rồi. Và người dân ở đây thì người ta cho rằng là có một cái ông cụ hàng ngày ông phải đi xin để kiếm những cái thức ăn sinh sống qua ngày và mượn cái ngôi trường bỏ hoang này làm cái ngôi nhà ở của mình. Mặc dù ông có con, có gia đình đàng hoàng, nhưng mà vì sao ông lại chọn cuộc sống ở trong một cái ngôi trường bỏ hoang như thế này? Thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ tiếp tục vào bên trong để tìm hiểu về cuộc sống của một ông cụ sống trong trường học bỏ hoang ha. Những cái cây cỏ ở đây thì mình sẽ thấy được rằng nó mọc lên khá là cao. Có nghĩa là cái ngôi trường này cũng bỏ hoang cũng khá là lâu. Và mọi người thì nói rằng ông thì đang... Đây, cô bác anh chị thấy không? Ông cụ đang sống ở đây cũng lâu lắm rồi. Bây giờ thì trước khi gặp ông cụ thì cô bác anh chị thấy nè, đây là cái không gian của cái ngôi trường. Con chào ông. Ông ơi, con nghe mọi người nói là ông ở đây lâu rồi hả? Chào chú nha. Chú trời ơi, khổ như vậy. Không có áo gì trơn hả chú? Mặc áo vô đi chú. Để cho chú mặc áo vô cho nó lịch sự. Cô bác của chị, trời, giò cắn lỡ lét hết rồi. Hình như là chú vệ sinh xong dội nước ngay tại chỗ này luôn á. Nước còn có không? Chú vệ sinh ngay tại chỗ này luôn hả? Có khi đau bụng quá. Chột bụng ha. Bình thường đi tắm đi cầu. Cũng khá là hôi luôn mọi người. Đây là đồ đạc của chú để đây hả? Bị mất rồi chú. Bị mất hả? Dạ, bộ ác nó vô nó lấy mấy lần. Trời ơi, chú ngồi không nổi sao mà chú phải nằm? Yếu quá rồi chú nha. À, bây giờ tụi con hôm nay có dịp đến đây đó. Dạ. Thì con nghe mọi người nói là chú đang... Xin chú cứ để đây đi ha. Dạ. Chú đang sống ở đây chỉ có một mình thôi. Ờ, cả chục năm rồi chú. Bây giờ thì... tại vì chú có dấu hiệu là tai biến cô bác anh chị. Nên dạ, cô bác anh chị cũng thông cảm cho chú là... Khi tiếp chuyện thì chú sẽ... Sẽ nằm nha. Dạ. Chú ơi, chú cho con biết là chú tên gì ha chú? Dạ, tôi tên Quận. Chú Quận. Chú Quận là năm nay là bao nhiêu rồi? 62. 62 tuổi. Tuổi dần. Là chú ra đây sống gần cả chục năm, là 50 mấy tuổi chú đã ra đây à? Dạ. Con sẽ tìm hiểu về cuộc đời của chú một tí xíu ha. Dạ. Chú có vợ con gì không? Có. Nhà cửa gì không mà sao? Có gia đình mà... Tôi với bà xã tôi chia tay 10 mấy 20 năm nay rồi. Chú có con không chú? Có con nhỏ con gái mà nó đi mà mướn mà thuê ở ngoài Bình Dương má. Gần Tết nó mới về. Con chú biết chú ở đây không? Biết. Nó về nó lên nó thăm nó cho tiền. Rồi gần lập gia đình rồi nó đâu cho ở đây. Rồi nó vợ chồng nó có khắc nhà riêng á. Rồi nó dước về dưới ở với con. Chứ nó đâu cho tôi sống cảnh này. Vì sao chú không về giữ chú sống? Chưa có nó, con nó nói như vậy. Nhưng mà bên ngoài nó năm tới là gả nó nè. Rồi nó nói với tôi trường con lập gia đình rồi con cắt nhà riêng. Rồi con dước ba về coi chừng nhà cho nó, rồi vợ chồng đi làm. Vậy là con gái của chú chưa có gia đình? Chưa. Bao nhiêu tuổi hả chú? 27 tuổi rồi.
27 tuổi rồi. Vậy là lúc 17 tuổi con gái của chú là đã biết chú ở đây rồi. Thì nó cũng biết tôi xây chuyện, nó đi bằng rồi nó về, nó chạy xe lên nó thăm, nó cho tiền. Dạ. Mỗi tháng cho chú được nhiêu? Vài triệu quá. Mà cả năm nó mới về một lần. Dạ. Chứ không phải là tháng nào nó cũng về, một năm nó về một lần. Tại sao chú không ở nhà anh em gì mà chú phải vô cái trường bổ hoa gì sống lạnh lẽo gì chú? Tôi với em tôi cũng không có thận thảo nữa. Dạ. Em ruột tôi á. Dạ. Cái nhà của cha mẹ. Dạ. Rồi nó út nó thờ cúng. Ừ. Rồi nó có vợ rồi nó nghe là vợ nó rồi sao chú bất mãn thôi chú. Mạnh nó sống, mạnh tôi sống. Vậy là con em út của chú thì thờ nó út. Chú có mấy anh em? Đông lắm mà chết chứ, còn có hai người mà tôi với thằng em tôi với tôi. Chú hiện nay là bị tai biến hả? Hai năm nay rồi. Ngoài tai biến ra thì chú còn bị gì nữa không? Bệnh gì nữa không? Bệnh chỉ nữa. Chỉ nữa hả? Trời ơi. Chỉ nội nó đỡ. Chú nằm như thế này không có mùn mền như thế rồi lạnh lẽo rồi không, sao? Trở đây bị mất mấy lần rồi. Trở đây á, dạ. Bị mất mấy lần rồi. Dạ. Là để mùn mền đây bị mất hay sao chú? Tại ban ngày tôi đi xin kiếm tiền đó. Dạ. Rồi cái nó vô nó lấy mấy lần rồi thôi. Hôm nay chú có đi xin không? Cái này tôi có bữa thấy cho mình nó khỏe thì đi. Còn cái bữa nào mà thấy cho mình nó yếu thì thôi. Bữa nay chú có đi xin không chú? Có đi chút tôi về. Chú xin được bao nhiêu tiền? Được vài chục ngàn chú ơi. Vài chục ngàn à? Rồi cái việc ăn uống vệ sinh của chú thì như thế nào? Tôi không có nấu nướng gì hết á. Mua cơm ăn không à. Mua hộp cơm á. Dạ. 15-20 ngàn cái sống ngày vậy rồi. Ngày ăn mấy bữa chú? Có một bữa một. Sáng giờ chú ăn cơm chưa? Sáng thì có ta cho cháo ăn rồi. Cháo từ thiện á. Dạ. Ăn cháo rồi. Rồi có lẽ gần chiều nếu đói thì đi mua hộp cơm. Còn không đói thì thôi. Vì sao chú với vợ mình lại chia tay? Thì tại vì cái bà già vợ bà khi dễ bà già tôi. Dạ. Rồi tôi bất mãn tôi chia tay với vợ luôn thôi. Vợ chú có gia đình mới chưa chú? Ai? Vợ của chú á. Còn ở gì tới giờ? Vậy là vợ của chú vẫn còn độc thân luôn. Chú với vợ của chú chia tay là lý do là người lớn thôi. Bà về vợ luôn á. Má tôi về ruột tôi mời đám tiệc, bà không có đi. Dạ. Nghĩa là bà coi má tôi thường lắm. Dạ. Rồi tôi bất mãn là tôi đâu, tôi chia tay với vợ tôi. Công việc của chú là trước đây là chú làm công việc gì hả chú? Hồi trước chạy xe lâu. Dạ. Trước chạy xe lâu chở đồ cây cối cho người ta. Dạ. Cho chạy mọc á. Dạ. Chở tủ. Rồi hai năm nay bị bệnh rồi đâu có chạy nổ nữa. Dạ. Chợ người ta đâu dám kêu chở, bị tai biến rồi chở bể đồ đạc ra đó. Dạ. Không chạy cũng không nổ nữa rồi cũng nghỉ hai năm nay. Dạ. Lúc trước là chú vô đây là chú vẫn còn khỏe mạnh đúng không? Cũng bị hơi à. Dạ. Vì sao mà chú không muốn nhà trọ ở mà chú phải chọn? Trời ơi, tiền bạc không có mà sống ở nhà trọ. Để bản thân gì mà ở nhà trọ. Bây giờ con hỏi thiệt chú có muốn vô trọ chú sống không? Không. Sao ở đây chú? Quen rồi. Ở đây quen rồi. Quen rồi. Mỗi tối về á, chú nằm thui thủi ở đây nè, chú có buồn lắm không?
Hồi trước có buồn với sau này cũng không có buồn gì nữa chú. Sống sống chết chết chứ buồn làm gì. Trời ơi. Chú ngủ như vậy thì tối có mùng chiếu gì không chú? Đã nói là tu đã mắc mấy lần rồi. Cái mền dày nè. Để đây nè, ban ngày cũng đi. Rồi bọn ác nó vô nó lấy. Rồi nhỏ ngoài trước nè, nó mới cho cái mền mỏng này tu nè. Tu than thở nó, tu nói nó. Cho chú mà tu cái mền dày đó, rồi tu bỏ, tu sáng tu đi. Kiếm tiền, tu sống rồi nó vô, nó lục, nó lấy quần áo hết trơn. Rồi ở đây chú đi vệ sinh rồi sao? Và đi vệ sinh ở dưới này nè. Ở ngoài sân đó luôn hả chú? À. Rồi tắm rửa. Tắm rửa đi dưới sông. Đi dưới sông ha. Mà hai ba bữa tôi mới đi một lần, bị tai biến nó đâu chịu nước. Đi té hết lần tưởng đâu chết rồi. Chú được mấy bộ đồ? Đó. Đồ đó, người ta thương, người ta cho, người ta sắm cho. Đó. Hiện nay là trong mình của chú là còn được bao nhiêu tiền chú? Còn 200-300. Có tiền nhiều thì có bao giờ bộ ngát vô là trắng lột chú không? Không, tôi tiền tôi giấu hết trơn à. Tiền tôi giấu hết trơn à. Ừ. Chú giấu trên đó đó hả? Ờ, tôi để trong gói thuốc nè. Ừ. Còn được 200 mấy đó hả chú? Ờ. Chú đâu có tiền gì để mà đi khám bệnh, trị bệnh hả? Trời ơi, khổ lắm chú ơi. Tôi toàn là kiếm thuốc nam từ thiện đó. Dạ. Vì lại đó đi tới trên gần Cải Dầu, Thị Nam, Châu Đốc vậy đó. Ừ. Đi xe buýt. Tại vì hồi trước tôi bệnh này nè, tôi lên trên phòng thuốc đó, tôi ở mấy tháng trời vậy đó. Ăn cho mấy ổng nghiên cứu, mấy ổng chập cứu á. Chăm cứu rồi ở trên đó. Không có tốn tiền. Cơm thì cơm tương. Người ta cho sáng cháo, trưa cơm, chiều cơm. Mà ăn tương nha, chứ không có cho ăn mặn. Ví dụ mình ăn tương không được thì mua 10.000 cá, nó kho sẵn, nó ngầu, nó bán đó. Rồi vô lấy cơm trong từ thiện đó, ăn. Còn ăn tương được thì mấy ổng có làm đồ ăn, canh, đồ kho, sống. Rồi tôi ở cho anh thời gian cũng tháng mấy, hai tháng thấy bệnh này nó không có giảm. Thôi tôi về. Về người ta chỉ với câu lãnh, với dân tộc, với tôi cũng đi giọt đi với. Tôi ở nửa tháng với câu lãnh chứ. Cũng không xong nữa thôi. Tôi về. Về tôi ở tới giờ luôn đó. Chú có bảo hiểm không chú? Không. Không có bảo hiểm. Con thấy là chú đang nằm là kê là một cái quần dài. Ờ, dưới đôi dép. Dưới đôi dép. Dép rào nè. Trời ơi. Bây giờ người ta hỗ trợ chú mua mùng mền gì cũng đâu có được hả chú hả? Trời ơi, mùng mền mắc nữa chú ơi. Nếu như có ai cho chú để dọn trọ thì chú chị không chịu luôn. Không. Có cái anh em mới cũng lâu lâu ghé thăm tôi nè. Cũng như mấy chú vậy đó, cũng quay phẩm vấn rồi nãy kia rồi đó, rồi cũng cũng không chịu nữa. Nghĩ lại cuộc đời thì 62 tuổi rồi, thì người ta có con cái, có nhà cửa, mình thì phải lủi thủi trong cái căn trường học bị bỏ hoang như thế này. Ừ, mà tại vì tôi với thằng em tôi nó không có thuận thảo. Rồi thôi tôi mạnh nó sống, mạnh tôi sống rồi. Có bao giờ mình nghĩ quẩn cho cái cuộc đời của mình không chú? Thì tôi cũng thấy cái bài sống của tôi cũng không bao nhiêu năm nữa. Dán lắm là 1-2 năm nữa là chắc tôi cũng lên đường rồi. Không có tủi hận gì chứ. Là chú có lo sau này lỡ mất, ví dụ trăm tuổi già sống trong này, mất trong này luôn sao? Mất trong này thì có ba từ thiện người ta cho hàng gương.
người ta lo chỗ cho tôi nằm. Trời, chú cuộc sống của chú suy nghĩ sao mà nó bi đát nhẹ nhàng quá chú? Thì nó có con đường đó thôi chứ sao chú, có con đường đó thôi. Rồi nếu mà con á, nó có gia đình á, thì nó rước về ở với nó. Có khi nào chú nghĩ là cuộc sống đôi khi nó chết nó khỏe hơn mất không? Tôi giấy tôi chết rồi nó về sớm chừng nào tôi mừng chừng nấy chú ơi. Tôi không có sợ chết. Chú nói vậy luôn hả? À, tôi giấy đừng cho tôi bệnh hành xác. Nghĩa là ngủ nửa đêm rồi niệm Phật rồi chết rồi vậy là xong. Tôi không ham sống chú ơi. Sống cực khổ rồi đi không được. Rồi làm gì bây giờ? Chết được đầu thai giải thoát chừng nào cho nó cái nghiệp nó khỏe chừng ấy. Chú có nghĩ rằng khi mà mình lớn tuổi mình sống trong đây là do cái nghiệp quả của mình không chứ? Biết, tôi biết chứ. Tôi biết hả? Tôi nghe kinh giảng mà. Hả? Dạ. Tôi mua giáng bằng kiếm tiền mua kinh giảng là tôi biết rồi, kiếp trước mình khổ, mình làm cái điều không tốt, kiếp này mình phải chịu cái quả luật nhân quả đó nè. Mấy chú mở cho mấy chú nghe. Để tìm cách hạ bệ ông Tư Hoàng, thế là cuộc thi được tổ chức tại văn phòng. Dạ. Muốn chắc ăn thêm, Nguyễn Bình phát biểu ý kiến. Chú thường nghe kinh giảng của ông Tư Hoàng Hảo. Tối là tôi mở rồi hết đó, thì ta cho sạc nhờ. Tôi đâu có điện, đâu có gì bỗng gì chú. Anh em người ta quen đó, rồi cái mình sạc nhờ. Có nghĩa là chú đã hiểu về Phật Phật Pháp rồi. À, việc đi nó cũng nhẹ nhàng. Sao mấy tuổi rồi còn gì nữa là không hiểu chú. Tại hồi trước mình làm điều không tốt, kiếp này phải chịu thôi, kêu là lực nhân quả đó. Dạ. Hiện nay thì chú có ước mơ gì không chú? Không, ước mơ cái chết thôi, chứ không ước mơ gì nữa. Ước mơ là chết sớm nào nó khỏe chừng nấy. Trời ơi, chú có biết là khi mà chú nói như vậy thì con cái nghe được thì con cái sẽ rất là buồn không? Nó buồn làm gì tôi giờ, tôi sống cảnh này tôi chịu không nổi. Chết chừng nào nó sớm chừng nấy. Sống hành báo người ta để làm gì? Sao mà ai cũng ước mơ mình được sống, được sống. Sống là tại vì cuộc đời cũng ra sung sướng. Còn tôi thấy như vậy như vậy ham sống để làm gì? Bây giờ con sẽ cho chú một cái ước mơ như thế này. Cho chú một cái căn phòng trọ. Không. Cho chú mùng mền, chỗ ngủ, chở chú đi trị bệnh, thì chú nghĩ sao? Không, cái đó là tôi ở đây nó quen rồi. Cũng nhiều người ta phiên lên. Người ta cũng là nói như chú gì đó. Mà tôi đâu có chịu đâu, phải tôi chịu là tôi đi rồi. Tôi không có chịu, tại tôi ở đây nó quen rồi. Chết đi, cũng có từ thiện người ta biết. Người ta cũng cho chỗ chôn cắt cho hàng gương. Ừ, chú, tụi con đến đây á, được biết chú, được giới thiệu, được mọi người giới thiệu là biết chú ngay chỗ này. Đến để mà chia sẻ cái thước phim về chú, để cho mọi người trời ơi, để mà chung tay với nhau á. Dạ, dạ thì nhiều chú... anh em ghé đây lắm chú ơi, chứ không phải riêng mình lên với chú đâu. Dạ, vậy thì nếu như bây giờ là chú không có ước mơ gì, không muốn thay đổi chú ở nữa. Không. Thì làm sao để tụi con có thể hỗ trợ được cho chú? Không. Mấy chú nói tôi cảm ơn mà thôi chú ở đây, tôi ở đây cũng quen rồi. Vì cái bề của tôi á, sống ở đây người ta đầu trên, đầu dưới gì người ta biết hết trơn á. Không sao đâu. Con nghe nói là chú sợ nhận cái của người ta cho vì chú sợ mắc nợ nữa hả chú? Cái đó thì cũng có sợ phần nào, nhưng mà đấu đế quá cũng phải cho anh em ta ghé ra cho quà tiền bạc vật chất rồi tôi cũng nhận có mà sống cho nó
nó đỡ. Có khi đi không nổi nữa chú ơi, chứ không phải đâu. Nếu như đi không nổi thì làm sao chú mua cơm? Thì cũng phải chịu chứ sao chú, còn đi được. Dạ. Cũng anh em mới trước mới mấy dài nè, cũng ghé đây nè, cũng kêu tôi để ở nhà trọ này kia rồi. Dạ. Có hút thuốc hay nhậu nhẹt gì không? Có, tôi có hút thuốc, hút lâu lắm rồi. Mà bỏ mấy lần là bỏ không được chú ơi. Dạ. Còn cái nhậu á, hồi trước tôi chạy xe lâu á, quen với người ta mời đám tiệc, tôi cũng nhậu dữ lắm. Mà từ ngày tôi bệnh tới giờ là tôi bỏ rượu. Lâu lâu cũng thèm mua lon hai lon bia. Dạ. Cũng có uống, còn rượu đế thì bỏ thẳng mấy năm nay rồi mấy chú. Dạ. Tôi có cái sao tôi nói vậy à. Dạ. Chứ không có giấu giếm chứ. Thuốc bỏ thì không được, lý do là hút quen rồi quen rồi sẽ lên máu. Tôi thuốc có khi nằm đi ban đêm tôi hút dữ lắm chú ơi, buồn á, rồi nó lạc cái miệng á. Yeah. Hút dữ lắm. Còn cái nhậu á thì tôi bỏ tiệt luôn nè. Cái ủ đế á nha là tôi bỏ tiệt luôn nè. Rồi từ bệnh bây giờ là không có uống miếng nào cho ủ đế á. Còn như tránh dỗ với nhà cha mẹ tôi dưới á thì tôi lậu về cúng ông già bà già, rồi em út nó làm màu á, mua lon hai lon rồi ngồi uống chơi. Hiện nay thì chú sống ở đây, rồi cuộc sống thì bao trùm là sự lạnh lẽo nè, cô đơn nè. Chú quen rồi. Cả một cái nỗi buồn của quá khứ, của cả anh em. Nó quen rồi. Thì chú lấy cái gì để làm niềm vui cho mình? Tôi không có niềm vui gì hết á. Tôi tối ngày tôi đi thẻ, đi kia xin ngồi chợ xin tiền. Rồi tan chợ rồi lậu về, rồi niệm Phật. Rồi tôi có nhiêu đó thôi chú ơi. Tôi chỉ biết bây giờ tôi đi đứng nằm ngồi niệm Phật thôi, không có cái vô nào nữa chứ. Chú thuộc cái câu nào của Phật không? Thuộc chứ. Chú đọc cho anh em có nghe được không? Cúng cúi kính dương hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên, cúi đầu lại tạ tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, dài con xin giữ đạo hành, tu cầu tông tổ siêu thân Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài lượt lên, mong nhờ đức cả bề trên độ con yên ổn vững bền cậu tu. Nam mô Ta Bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, cảm ứng chứng minh, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lãnh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo. Còn câu nào nữa không chứ? Còn câu nào mà khuyên người đời làm lãnh dữ rồi chứ? Không, cái đó tôi không gần. Chỉ tu cái bài này là bài cúng thôi. Dạ. Cúng sáng, cúng chiều, cúng đó. Dạ. Nguyện làm lành lãnh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hành theo Phật đạo. Ừ. Dạ. Thì ông Đức Thầy, Đức Phật đó là ông dạy mình vậy đó. Sáng cúng, chiều cúng, đi đứng nằm ngồi, niệm Phật. Con bất ngờ khi mà chú lại, đối với chú thì cái cuộc sống giữa sống và chết nó lại nhẹ nhàng như vậy, và chú hiểu được rằng là kiếp này mình phải sống trong cái nơi lạnh lẽo như thế này là do mình trả nghiệp của kiếp trước hả chú ha? Kiếp trước mình làm điều không tốt. Dạ. Cũng rất hiếm có nhiều người mà được như chú.
Hôm nay á thì con có dịp ngang đây được nghe mọi người giới thiệu á, thì con cũng chắc có lẽ là sẽ thường xuyên ghé thăm chú. Cảm ơn. Con cũng không dám đưa chú. Cảm ơn. Trước mắt thì con thay mặt cho cô My ha, gửi cho chú 500.000 để chú có thể mua sữa uống một cầm thuốc gì đó chú. Tại vì đưa nhiều thì chú sống có mình. Cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Mày bọn hát chấn lột nữa này. Chú cầm một con. Cảm ơn. Ăn uống gì chú. Cảm ơn mấy chú nhiều lắm. Tôi chết tôi cũng nhớ mấy chú à, tôi không có quên đâu. Nếu mà tôi nói và tôi khóc thì mấy chú không có tin. Tôi ngày nào tôi chết tôi cũng nhớ anh em nhiều dữ lắm. Tôi khổ lắm. Tuổi gia thân cuộc đời của tôi là sao chỉ số mạng có trên đời này xem mọi người không như vậy mà sao mình lại như vậy. Thì mình phải biết cái nghiệp của mình. Hồi trước mình làm điều không tốt thì kiếp này phải chịu thôi. Tôi buồn lắm chú ơi. Nhiều khi người ta phiên hoài, nhiều khi tôi muốn uống thuốc mua mẹ một hai liều thuốc tôi uống rồi tôi đi đó. Mà người ta phiên tôi, người ta nói là làm như vậy là có tội lắm. Tại cái số chưa có chết rồi mình đi làm như vậy. Chứ tôi mà không nghe cái vụ người ta phiên tôi là tôi chết mấy năm nay rồi mấy chú ơi. Tôi cũng không ham sống. Con vật thì cũng còn muốn sống thì con tin rằng là chú hiểu được về nhân quả, về pháp thì... Tôi cái gì chứ nói mấy... Có mấy, sắp đặt hết rồi. Mấy điều đó tôi hiểu lắm mấy chú ơi. Mấy điều đó tôi từng nghe kinh giảng tôi hiểu lắm, hiểu sâu lắm. Thôi chú Quận cứ nghỉ ha. Cảm ơn hai chú nhiều nha. Phải nhưng mà chú đồng ý thì... Thôi được rồi, mấy chú... Con sẽ đưa cho chú lên gần ở... Thôi được, được. Tôi ở đây cũng quen rồi chú ơi. Để đi rồi phiền phức anh em lắm. Dạ đâu có gì đâu phiền không. Chú. Phiền phức cái là... Là cái nhà trọ người ta sạch sẽ. Còn tôi bệnh hoạn rồi nhiều khi... không có vừa ý người ta nữa mấy chú ơi. Thứ hai nữa tôi đây nó quen rồi không ai la dày tôi được chứ đó. Mình nên trọ là có chỗ ăn chỗ nghỉ biết có... mà chiếu gối rồi mà nó được khỏe thoải mái mà có một cái bệnh hoạn rồi cầu kỳ này kia khó khăn lắm chú ơi. Mấy tôi ở đây tôi sống tôi biết có khi tôi té chặn tôi tưởng đâu tôi chết rồi đó. Nó cho mấy chú biết thì đó. Thôi. Dạ, vậy tôi cảm ơn hai chú nhiều lắm. Dạ, chú nghỉ ngơi đi ha. Dạ, cảm ơn hai chú nhiều lắm. Dạ. Tôi đây quen rồi mấy chú ơi. Vậy là cuộc đời của một ông cụ chọn một cái cuộc sống nơi trường học bỏ hoang này để sinh sống. Cũng không biết để hỗ trợ như thế nào. Nhưng mà cảm ơn cô bác và anh chị đã xem video clip đến thời điểm này ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở clip sau. Rất mong thì ông cụ sẽ có một sự hồi hướng nào đó, một sự chuyển biến nào đó để có thể lên trọ sinh sống. Còn bây giờ thì anh em của tụi mình cũng không biết làm gì hơn. Rất mong cô bác và anh chị là cộng đồng á, có thể để lại một cái bình luận để cho Bùi Hồ có một cái góp ý nào đó để có hướng giúp cho ông cụ tốt hơn. Chân thành cảm ơn cô My ở Mỹ đã trích quỹ của cô My để có thể gửi cái phần quà thiết thực nhất cho ông cụ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác quý chị ha.